cậu ấy chuyên môn lừa đấy. Lừa là lừa thế này này, ví dụ như là trời thì mưa to, thế xong là cái người bạn của anh Khánh ấy bị thích Mai mà muốn gặp Mai đâu có dễ, Mai đâu có cho gặp. Ngoài anh Khánh ra là mặt dứt khoát là không đi chơi với mấy cậu đó, mặc dù mấy cậu đó là đẹp trai anh Khánh nha, mà nói thật luôn là cũng có chức có quyền á. Cái cậu đó nằm số 10 thì anh Khánh cũng phải nằm số 2 số 3 nói về kinh tế đó, ví dụ như vậy. Thế là đến khi là nhớ một ngày trời mưa to, anh Khánh mới điền Mai là bây giờ là chị Mai ra ngoài này đi, bây giờ em chuẩn bị đi xa 5-7 năm mới về, cho nên là muốn gặp chị lần cuối thôi. Thì Mai nói là muốn gặp lần cuối thì bây giờ gặp đâu, thì nói là bây giờ ra ngoài sân bay đi, chuẩn bị lên máy bay rồi thì bắt đầu Mai phóng ra, Mai đi xe ôm ra đến sân bay. Thì ra đến sân bay thì Mai bảo là Nội Bài hay là trong nước, thì anh Khánh bảo là bây giờ chị đang ở đâu, nói ở chỗ sân bay, thì anh Khánh bảo là quay về đường Bạch Đằng đi, bây giờ ở tại số nhà ABCZ đọc tên. Thì bắt đầu Mai cho xe ôm chạy qua bên cái chỗ đường Bạch Đằng. Thì khi Mai chạy qua bên cái chỗ đường Bạch Đằng thì tự dưng á là Mai nhìn vô, trời đất ơi, thần thánh thôi, mấy người đàn ông đang ngồi trong đó, mà trong đó là có cái cầu mà tán mình ấy, có cái bạn Khánh tán mình. Mình nhìn lúc đó là cái mặt mình xìa lại đó, mình biết là lừa đó, nhưng mà vì là mình giữ cái phép lịch sử cho nên là mình cũng vào được chào hỏi vui tươi. Đó là lần đầu tiên anh Khánh mời Mai ăn, cả nhà biết nghĩ sao không? Trời ơi, lần đầu tiên mời đi ăn, cái đó là ép người ta ăn, nhưng mà tự dưng gấp nhau cái đùi chó biết không, cái đùi chó cái đùi thịt chó ép người ta ăn. Mà bây giờ lần đầu tiên chạy vô đó, trời thì mưa luôn phun, mới vừa ngồi xuống gắp một cái đùi chó, mà cái đùi chó mà ở bên cái đường Bạch Đằng ấy là có nghĩa là gọn gần hết thịt rồi ấy. Gắp một cái đùi chó mà bắt từ bên cái, em biết là cái đùi chó nó dài mà, nó to nó dài mà, gắp qua một cái chén luôn. Trời ơi, hết nước nói cho ông Khánh luôn. Cờ đó, tôi nói thật cho ông Khánh mà ông tán gái chắc không ai lấy đâu. Tôi nghĩ như thế, bởi vì ông á quá thật thà lắm luôn á. Có nghĩa là bây giờ ông á chơi siêu xe thì nhiều người không biết, thì cứ nghĩ là ông phải là thế này thế kia, nhưng mà sao lúc đó ông ngủ ghê luôn á. Có nghĩa là Mai toàn nói là kiểu là con nít mà, thua Mai 10 tuổi mà. Trời ơi, lúc đó đã chuyển giờ khóc giờ cười, đùi chó mình đâu ăn được. Em mình phải gấp lại cho ông, sau này ông mới nói là muốn ăn gấp bỏ cho người. Anh muốn ăn cái đùi chó nhưng anh mới gấp cho em, sau này cưới về ông nói thế. Xấu hổ vô cùng. Sau khi mà kiểu hai người trở thành đối tác, sau cái vụ đó thì Mai cũng làm cho ông Khánh một tăng về cái chuyện là cái tội lừa. Thì hóa ra là cái anh Khánh mới nói là cái cậu kia ấy, là cậu có thích Mai và rất là yêu Mai, mà muốn gặp Mai bao nhiêu lần rồi mà Mai không bao giờ chịu. Cho nên là cậu ấy lợi dụng vào anh Khánh, là biết Mai á, là chơi với anh Khánh. Mai lúc nào Mai đi bên anh Khánh, Mai cũng cảm thấy an toàn. Cho nên là lúc nào mà kiểu là có thời gian thì sẽ là đi chơi với anh Khánh. Bởi vì đi chơi với anh Khánh nó an toàn á. Vì là mình không bao giờ mình người mình yêu anh á, mà anh cũng yêu mình á. Cho nên là có những sự đồng cảm với nhau, chí hướng cùng nhau, cho nên là nói chuyện hợp nhau lắm. Người này nói, người kia nghe, người kia nghe thì người này nói. Sau một thời gian dài thì anh Khánh nhận ra là không thể thiếu mình được, thì anh ấy ngỏ lời. Theo như cả nhà thì anh Khánh ngỏ lời Mai có nhất trí không? Mai thích á, là thích ông Khánh á, là có nghĩa là hiền, có chí hướng, thông minh và là con nhà nghèo có sự đồng cảm. Thề luôn, mơ một đời không bao giờ nghĩ là ông Khánh lấy Mai, là Mai lấy ông Khánh.